Vừa qua đại diễn đã diễn ra hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Đà Nẵng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, an ninh hàng không, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. 3 năm qua, Công an thành phố và Tổng công ty các hàng không Việt Nam đã phối hợp tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 25 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, giao nộp cho lực lượng công an thành phố 185 vũ khí, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho 61 đoàn chuyên cơ của lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, bạn bè quốc tế đến và đi từ Đà Nẵng, hơn 300 đoàn công dân từ sân bay Đà Nẵng đến các trung tâm cách ly COVID-19, thường xuyên diễn tập phương án khẩn nguy hàng không tuyên truyền phổ biến cho cán bộ nhân viên chấp hành tốt quy định về phòng cháy chữa cháy phối hợp thực tập phương án phòng cháy chữa cháy đảm bảo hiệu quả và khả năng phòng ngừa cháy nổ có thể xảy ra kịp này tổng công ty cảng hàng không việt nam đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân của hai đơn vị vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt quy chế phối hợp 3 năm qua